nhân quả, giải theo Phật giáo. Hạnh Đoan sưu tầm và biên dịch. Lời người dịch. Khi các cuốn sách nhân quả vừa phát hành, tôi vô cùng cảm động khi được chư độc giả Phật tử khắp nơi chân thành phản hồi chia sẻ kinh nghiệm. Có nhiều người dù đang ở hải ngoại nhưng do xúc động quá không thể ngủ được, nửa đêm đã gọi điện về cho người phụ tá của tôi bày tỏ niềm hân hoan hạnh phúc. Có một nữ giáo sư xinh đẹp trí thức hiện ở Mỹ, khi đọc chuyện Nước tràn Kim Sơn tự trong cuốn Báo ứng hiện đời tập 3 đã xúc động thực hành theo. Không ngờ nhờ vậy mà đôi mắt bệnh có nguy cơ mất ánh sáng của cô đã phục hồi thị lực hoàn toàn. Có những thanh niên du côn sau khi đọc những sách nhân quả xong thì đã thức tỉnh tu sửa và hóa thành hiền nhân. Vì vậy, quý độc giả có nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm, xin liên hệ số điện thoại người đại diện của dịch giả 0938 422 977. Tôi chân thành cảm ơn chú Chánh Đạo, một Phật tử chưa từng biết mặt nhưng đã nhiệt tình đóng góp công sức, dính thời gian giúp tôi sửa máy. Nếu không có chú thì không thể có các tác phẩm này. Xin cảm ơn Viên An luôn sẵn sàng trợ giúp, sốt sắng cung cấp các đĩa kỹ thuật và nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ em mà tôi có thể tự thiết kế bìa, dàn trang, sách. Xin cảm ơn Úc Chiến, khi máy bị cháy tôi chỉ biết ngồi rầu, nhưng em đã kịp thời cứu nguy, giúp tôi sử dụng bình ổn. Xin cảm ơn ai đó dù không biết mặt nhưng khi nghe tôi bệnh đã phát nguyện xin giảm thọ, cầu cho tôi được bình phục sống lâu mà tiếp tục phiên dịch ra sách. Xin cảm ơn Hồng Minh Châu đã hy sinh rất nhiều để hỗ trợ tôi. Xin cảm ơn một người đã giúp tôi rất lớn nhưng nhất quyết ẩn danh. Xin cảm ơn Thanh Hải đã nhiệt tình phụ thiết kế, giúp chỉnh sửa bản in chỉnh chu. Xin cảm ơn Diệu Ân, cô Nguyên Tâm không ngừng động viên góp ý để tôi thực hiện nội dung hoàn mỹ hơn. Xin cảm ơn Liễu Như và những tình nguyện viên biếu sách thầm lặng đã tận lực quảng bá sách khắp nơi, mong mọi người hiểu nhân cuốn cả. Vì vậy mà mỗi khi tác phẩm hoàn thành, tôi luôn thầm tri ân và xin được hồi hướng phước điền này đến chư vị. Mong rằng cuốn Nhân quả giải theo Phật giáo này sẽ tiếp tục đem đến cho quý vị nhiều lợi ích. Xin cảm tạ nhiệt tình hỗ trợ ra mặt hoặc âm thầm lặng lẽ của chư vị ân nhân. Xin hồi hướng phước điền dịch thuật này đến hương linh cháu Karun Chi Phan và tất cả chúng sinh trong pháp giới. Cầu mọi người luôn an lạc hạnh phúc, phẩm hạnh cao quý, hành xử quang minh chính đại để cùng xây dựng nên một cõi nhân gian ưu mỹ. Cuối cùng, xin quý vị vui lòng tha thứ cho những sai sót của người dịch. Hạnh Đoan, ngày 29 tháng 2 năm 2015.
Nam mô A Di Đà Phật.